Hello cả nhà. Lời đầu tiên cho bé Hai gửi lời chào tới tất cả các anh chị bạn bè gần xa, những anh chị em mạnh thường quân của bé Hai đang ở trên kênh Sức Sống Mới. Và hôm nay là ngày 10 tháng 3, cũng là còn dưới là hai mấy 28 âm lịch tháng Giêng mọi người. Thì hôm 27 hả? Thì hôm nay bé Hai có nhờ anh trai, một người anh trai có nhờ bé Hai phát cho 100 hộp cơm sườn bì đó, nhờ tới hai ngày lận, nhưng bé cũng không cho nêu tên, là hai ngày và 19 tháng 12 âm lịch, 19 tháng 2 âm lịch, nghe với mẹ Quan Âm là sẽ làm 200 phần cơm cơm chay và nước suối. Thì bây giờ trước mắt là hôm nay là làm 100 phần cơm sườn bì, ở đây là làm được hai bà tới mọi người. Thì là làm xong là bé Hai sẽ đi phát cho những người cơ nhỡ, là bé Hai sẽ ra ngã tư ngoài đường lề và bé Hai để cái bàn và để cái bảng cơm từ thiện, ai muốn lấy thì cứ lấy, nhưng mà không, một người chỉ một hộp thôi, không thể lấy hai hộp. Thì bé Hai bên Hồng Lý hôm nay là riêng bé Hai, tại vì anh Hồng Lý hôm nay vì sức khỏe không được tốt lắm, anh Hồng Lý sẽ không lên live. Ngày mai buổi sáng sớm là anh Hồng Lý cũng được một sự nhờ cậy, anh Hồng Lý sẽ phát 300 mẫu bánh mì chả cá thắt lát là sáng ngày mai. Còn chiều hôm nay là do bé Hai và chị Giàu, em Bambin và anh A Tèo là bốn người, và chồng bé Hai nữa là năm người trong khâu chuẩn bị nấu cơm và chiên sườn, làm các dây leo, nói chung là làm những khâu chuẩn bị cơm để kịp phát cho buổi chiều. Giờ này là 5:30, dự định đúng 6 giờ sẽ có cơm. Hôm nay làm vừa đúng trong cái khung giờ mà bé Hai nói ra là 6 giờ. Thì mong đợt này cơm sẽ ăn ngon miệng, tại vì cơm đợt này là rất là mềm, không bị cứng. Đồ ăn thì cũng mới vừa làm xong, nước mắm nấu cũng là vừa miệng, tại vì nước mắm nhà bé Hai bán cơm tắm nên bé Hai nấu nước mắm cũng vừa miệng, là bé Hai cũng an tâm. Mong mọi người xem clip cùng thân tâm ăn lạc vui vẻ và cùng chia sẻ cho kênh Sức Sống Mớ và cùng đồng hành anh Hồng Lý bé Hai nha mọi người nha. Đây chị già đang múc những muỗng mỡ hành. Trong hộp cơm thì sẽ có sườn nè mọi người, có sườn, có bì, có đồ chua, dưa leo, nước mắm và mỡ hành. Ủa cái đồ gấp đâu? Nước đồ gấp. Đó nên là nhìn hộp cơm là ăn bé Hai nghĩ là sẽ vừa đủ no nè mọi người, miếng sườn mọi người nha. Đây mọi người, sườn rất là dày và bự mọi người nha, chứ không phải là có sườn mỏng tanh ngoài chợ bán đâu. Sườn cầm rất là, cầm ít nhất cũng phải từ một lạng mấy tới hai lạng miếng sườn mọi người nha, một lạng mấy tới hai lạng chứ không có mỏng đó mọi người. Mong bé Hai mong mà mọi người ăn khi nhận hộp cơm này, những người có những mảnh đời không may mắn lắm khi nhận hộp cơm này, bé Hai nghĩ là chắc chắn các cô các chú các anh chị em bạn bè sẽ được vui vẻ và được ấm no cho một buổi chiều mát mẻ của những ngày cuối của tháng Giêng của năm Tân Sửu. Nó ở đây quá trời luôn rồi, nó không dấp ngã luôn á. Mong mọi người cùng yêu thương, và nếu bé Hai có sơ suất gì trong chắc chắn là mọi người sẽ có thắc mắc là lý do tại sao làm cơm ở dưới nền nhà. Nền nhà này bé Hai đã lau sạch sẽ và đã quét gọn sạch sẽ, tại vì khi làm một dăm hộp cơm thì không bao giờ có đủ bàn để chất hóa hộp cơm hết, phải để dưới đất. Khi làm cơm bé Hai đã quét, và hồi nãy trên livestream bé Hai mới có livestream hồi nãy là anh Hùng Lý đã nằm lay lắc trà trộn sàn làng, đưa cái mặt lau nhà liền bé Hai luôn nha. Nên mọi người đừng có thắc mắc lý do tại sao làm nền nhà, tại vì là 100 hộp hoặc là mấy bữa trước là tới 200-300 hộp lận, nên là bắt buộc là phải làm dưới đất cho mọi người nha. Thông cảm bé Hai, đừng có soi mói về vấn đề đó mọi người nha, bé Hai nói trước giùm luôn. Thì mong mọi người cùng chút xíu nó cùng đồng hành với bé Hai mọi người nha. Hello mọi người, giờ bây giờ là bé Hai và gia đình bé Hai đang đi bộ từ nhà ra ngoài đường lớn này để bắt cơm mọi người nha. Tại vì có nhiều người comment những clip trước là lý do tại sao cứ cho ở tiệm bé Hai hoài, rồi cái hẻm bên hông cứ chàng ra lấy rất là nhiều, và hai ba lần như vậy. Thì bé Hai sẽ chiều mọi người là bây giờ là hôm nay sẽ ra ngoài đường phát, là những người sẽ cơ nhỡ
và đây là những người đi ngoài đường. Thì bé Hai đã từng nói với mọi người là một người chỉ thấy một hộp thôi mọi người nha. Đây, đó là phát ngoài đường luôn, không có người quen nào biết hết, thầm lặng đi luôn đó. Nè mọi người, đây kìa. Dạ yeah. Từ từ vô. Để lên. Dạ đây là mọi người ơi, không biết canh binh mà không. Dạ, để lái đi cho mày và la chị ra chị qua chứ coi. Ê à, bây giờ mình sẽ phái mọi người nha. Dạ. À, đây là cơm sườn bì. Cắm vô. Thì mọi người đã coi lại đúng không mọi người, đây. Một buổi cơm chiều à, dành cho những người à, cơ nhỡ hoặc là những người nào cảm thấy không đủ điều kiện để ăn một buổi tối à, tiết kiệm thì mọi người có thể qua lấy mọi người nha. Chắc chắn ở đây là sẽ lâu hơn ở ngay tiệm thứ hai rồi, tại vì à, cái này là cơ nhỡ thì vậy. Mỗi người một hộp à cô? Phải về hai bà cháu. Dạ không, một người một hộp. Dạ. Cảm ơn một cô. Đó thì à, tránh trường hợp những người à, một người mà xin hai hộp ba hộp, bé Hai sẽ không cho, bé Hai sẽ dành tặng cho những người một hộp. Đúng. Rồi, rồi cảm ơn chú người nha. Ở đây thấy cái này ta dây ghé tao vắng á. Ừ, vắng thì à, nhưng mà sẽ dành cho những người thực sự là rất là cần. Còn những người mà hôm chứa trong hẻm thì à, thực sự là nhiều người cũng phản ánh là lý do tại sao mà cứ chở cho để đi hoài. Đây tao thấy nè. Cứ cho trong hẻm hoài nha mọi người nha. Hôm nay bé Hà sẽ đứng đứng đợi luôn mọi người ơi nha. À, mong sẽ được à, phát à, đúng những à, trường hợp sự là cần cơ cần à, phục vụ một buổi tối à, cơm buổi chiều mọi người nha. Thật sự là hôm nay thiếu anh Hùng, mấy ai cảm thấy thiếu gì đó, nhưng mà có anh Hùng Lý là chắc là Hùng Lý là sẽ la làng lên rồi. Nhưng mà Hùng Lý đang đi à, à, vì à, bệnh à, bị bệnh, anh còn bị bệnh à, trên à, bị gì đó, anh còn phải đi chăm cứu để anh gì sức khỏe nữa để dành cho sáng mai. Thì hôm nay buổi tối thì bé Hai sẽ đứng ra, bé Hai lo chu toàn hôm nay. Và sáng mai nếu bé Hai khỏe, bé Hai sẽ lo à, cùng phụ anh Hùng Lý à, và phát với mình buổi sáng đó mọi người nha. Phát ở đây chắc chắn là hồi đầu. Nhìn như bé Hai phát là như hình là không có đắt thôi. Thôi đâu có đắt. Cực kỳ vậy chợ. Bán cũng sùm nụ mà giờ bắt cơm từ thiện cũng sùm nụ là sao chợ. Rồi Hùng Lý phát cái trời ơi. Cơm từ thiện mọi người ơi. Ăn cơm không? Mỗi người một hộp. Không, mỗi người được một hộp rồi chị. Cơm không? Cơm mặn. Sườn bì 35.000. Có nước tương không? Không. Cái xì dầu. Đầy đủ chổng hết rồi. Nhẹ quá sao nó. Rồi nhẹ quá no hả? Nghe phát cho chú vậy. Trời ơi, đậu nó ơi. 5 ngày trong đâu? Anh công thêm nói là ghé tiệm, lại tiệm. Rồi. Cơm hả chị? Không được. Rồi. Gai chưa được? Dạ anh. Có đến bao rồi. Dạ. Một người một hộp à chú ơi, xin thông cảm giùm tao nha. À, dạ thông cảm. Đem từ từ em đem lại cho chị. Không người một hộp à. Một người một hộp à. Em tự em đem lại nha. Dạ đầy đủ hết. Dạ mong à, các mạnh thường quân, những cái anh chị hải ngoại cùng à, chung tay với cái hai bạn Hồng Lý cùng những chuyến từ thiện tiếp theo mọi người nha. Là sáng mai là sẽ có 300 ổ bánh mì chả cá phát à, ở tại chùa Kim Liên mọi người nha. À, có thể là sáng ngày mai phát tại chùa Kim Liên ngày mai mọi người nha. Kỳ vậy anh Hồng Lý phát gì mà nhanh gọn lẹ chùm với hai kỳ vậy. Cơm sườn bì đấy mọi người ơi. Bán cơm cũng mới, bán cơm cũng mới. Là sao vậy?
Dạ một người một hộp à cô ơi. Dạ rồi rồi rồi. Ba bên em đem lại giùm chị hộp cơm cho chú Sơm nào, cơm ba bên. Rồi đem lại giùm chị. Nha, thật sự là hôm nay bé Hai rất là công tâm, không dị lòng là ai một hộp là đúng một hộp. Tại vì thí dụ mà cho người này hai hộp thì chắc chắn một người sau sẽ thiếu một phần, là bé Hai sẽ dành những cái tình cảm đó chia đều qua hết, không ghi nặng dài hết, dù là cụ già thế nào xin cho cô chú anh chị em bạn bè gì ở nhà anh cũng phải bóp lòng bé Hai lại mọi người nha. Cơm từ thiện đây. Chị Trang Hoa ơi, có xem không chị? Cơm em bé nè. Cảm ơn. Hên có 100 hộp bây giờ mà. Ví dụ mà bây giờ làm 200 hộp sao ta, chắc cũng 8 giờ tối á. 8 giờ cũng đứng cho mọi người nha. Đứng quay qua quay ra cho tao thấy cái mé đi vô. Một người một hộp à. Dạ một người cho rồi, con cho rồi. Dạ không, rồi nè bà già đi theo lại, nhìn theo lại luôn. Cơm sườn bì dưa leo cà chua. Dạ lấy cái một hộp hay hai hộp, hai người rồi, hai người hai hộp. Dạ không. Dạ cảm ơn. Khi mà làm xong mà được mọi người cầm hộp cơm mà mọi người vui vẻ và ăn ngon miệng thì bé Hai cảm thấy không còn gì bằng nữa, thật sự như vậy. Dù là phải lo khâu chuẩn bị lựa sườn, do gạo nấu cơm, làm nói chung là làm những khâu nấu cơm và chiên sườn, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà thật sự dù là có làm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì trong vòng 50 phút phát thì bé Hai cảm thấy là rất là vui, vì mọi người cầm hộp cơm mọi người cảm thấy là nụ cười trên môi thì bé Hai rất là vui rồi, không cần gì hơn nha. Dạ một hộp, một người chỉ một hộp. Một người một hộp. Thấy mặt người nào đặt tên người đó nha. Dạ. Một người một hộp. Kêu chữ lại anh ơi, mỗi người chỉ lại lấy được hộp à. Ai cơm sườn bì, ăn cơm không anh ơi? Ăn cơm nhau. Một hộp nè, xin ngàn nè, xin ngàn gì không có ai hộp. Ủa đây xin, hôm nay xin cơm chứ không xin hả, xin tiền nữa hả, ngàn nữa hả, một ngàn nữa hả. Ủa đây đây đổi rồi, không xin hộp một ngàn nữa hả. Một người một hộp, một người một hộp nè con, cái này lại một hộp hộp nữa. Gáp một hộp nè. Mỗi người một hộp. Một hộp và một người một hộp à. Không, một người một hộp à. Một người một hộp lần nào cũng vậy hết á. Đây là gì? Lần nào cũng là ông này ta. Có đầy đủ hết rồi. Đứng sát vô và dạo cho ta thấy cái bảng nó vào. Cơm không chị? Cơm sườn bì.
Công cũng hơi nhiều rồi nha. Hồ biến. Hết bao này còn bao này nha mọi người nha, ba mọi người nha. Giờ đã sụp tối rồi. À, thật sự là khi mà mọi người nhìn một hộp cơm này thì mọi người có thể tiết kiệm được 20-30 ngàn, thì 20-30 ngàn đó mọi người có thể bỏ cái bóng heo để dành nữa. Thì thí dụ hôm nay nhận được vé hai thì ngày mai có thể được nhận được cái bột mạnh thường quân nào đó khi mà phát cơm nữa. Thì các hàng nghĩ là cứ hàng ngày sẽ có những người như vậy, thì mọi người, những người cơ nhỏ, mọi người tiết kiệm thì sẽ được thêm những cái phần đồng tiền này. Em đưa cho hai hộp. Một hộp. Một người một hộp. Chết rồi. Trắng trẻ mập mạp nhà không có nuôi cơm hay ăn vậy. Một người một hộp. Đây là những phần cơm cuối cùng nha. Dù là lúc đầu mở hàng nó cũng hơi vắng vắng không. À, dù vắng vắng nhưng mà khúc cuối nó cũng nhộn nhịp nha. Hôm nay là hình như là thiếu nhi hơi nhiều nha mọi người nha. Thiếu nhi hơi bị nhiều. À, khi với hai đứng phát cơm ở đây với hai nhớ lại à cơm. Ra cơm lên nè, đưa cơm giùm nè. Rồi. Cho một người một hộp. Dạ. Này, ra cơm giùm nè. Dạ, không được. Một người, có thấy một người đưa một hộp à. Không cảm giùm con nha. Dạ, không cảm giùm con. À, ngoại. Dạ, một người một hộp không ngoại ơi. Dạ, một người một ai đi chung xe đó. Rồi, con chung tay, con thấy chung xe hai người. Dạ, con thấy chung xe hai người đưa hai hộp. À, khi bắt bắt cơm tại lề đường như vậy. Dạ, xin lỗi, gần hết rồi. Dạ. Khi dạ, một người một hộp. Khi bắt cơm tại nơi lề đường này thì mấy hai nhớ là những ngày ba ngày tháng mấy hai bán gạo sao bò lề đường. Dạ, cảm ơn em. Đó. Nhớ bán lề đường dễ sợ lắm mọi người. Bán lề đường mà mua cái này cũng vui lắm đó mọi người. Đây là những phần cuối cùng mọi người nha. Nhanh tay thì cầu mà chậm tay thì hết mọi người nha. Mãi vô. Nhanh tay thì cầu mà chậm tay thì là hết mọi người. Cơm sườn, dưa leo, bì chả, bỏ hành đầy đủ nước mắm nha mọi người nha. Cơm từ thiện. Là bây giờ là còn lấy cái lồng đi, để ngoài luôn đi. Nhanh tay thì còn mà chậm. Đây là còn nhất nhì nha mọi người nha. Nãy tính nói nhất nhì tao mà giờ chỉ còn nhất nhì nha. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Chiều mai không thể là chiều mai, là có thể là sáng ngày mai. Hoàng Phảo lúc từ 8 giờ, chắc chắn là 8 giờ là bé hai và đồng lý sẽ phát 300 phần bánh mì chả cá tại chùa Kim Liên, tại nơi này mọi người nha. Thì bé hai cũng mong là sẽ phát được được nhiều người như vậy nha mọi người nha. Thật ra đứng nãy giờ chỉ có 5-10 phút thôi nhưng mà đã hết rồi. Thế giờ anh ơi. Rồi. Vậy còn một hộp. Rồi mai muốn ăn nữa thì bánh mì chả cá 8 giờ sáng cái mặt chùa Kim Liên. Dạ. Dạ. Nhường lại mọi người, cô này nhường lại luôn.
rồi rồi kết thúc đi, kết thúc luôn. Bé Hai xin cảm ơn mọi người đã xem clip bé Hai. Bé Hai xin chúc cả nhà một ngày, một buổi chiều thân tâm an lạc. Và nhớ cùng đồng hành với bé Hai và Đồng Lý mọi người nha. Chúc mọi người lúc này cũng luôn vui vẻ là và làm ăn phát tài, để có thêm nhiều đồng ngân để giúp đỡ những mảnh đời cơ nhở như vậy nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.